chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ Năm, ngày 27 tháng 8, có một số nội dung chính sau đây. Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân. Hội nghị sơ kết phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị với Ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn quân khu 1. sản phẩm Lê Đông Khê đã được đăng ký thành công quyền sở hữu trí tuệ. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 8, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân. Tham dự có lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Hòa An. Tại buổi tiếp công dân, Bí thư tỉnh ủy Lại Xuân Môn nghe bà Phạm Thị Bích và đại diện gia đình ông Lương Văn Sắm tại tổ 11 phường Song Hiến thành phố Cao Bằng trình bày ý kiến kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Vương Minh Nhật tại khu A thị trấn Nước Hai huyện Hòa An. Phản ánh kiến nghị về vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 13 tháng 11 năm 2019 tại km 36 200, tổ 1 Hoàng Bó, thị trấn nước Hai, huyện Hòa An đã làm cho mẹ của ông Nhật tử vong. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các công dân, cơ quan liên quan đã phân tích giải trình về hướng xử lý vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân và vụ việc tai nạn giao thông. Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân về vụ việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các ngành liên quan giải quyết rứt điểm vụ việc của công dân Phạm Thị Bích và Lương Văn Sắm. Đối với vụ tai nạn giao thông làm chết người, Bí thư tỉnh ủy Lại Xuân môn đề nghị Công an huyện Hòa An, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An tiếp tục cung cấp trao đổi phân tích làm rõ đầy đủ thông tin một cách minh bạch, khách quan, công tâm đối với gia đình nạn nhân. Tiếp tục rà soát xử lý vụ tai nạn giao thông đúng quy định của pháp luật, giao Ban nội chính tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hòa giải giữa chủ phương tiện và gia đình nạn nhân để thực hiện thỏa thuận phù hợp. Công an huyện Hòa An, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hòa An cần phối hợp chặt chẽ giả soát vụ việc xử lý cũng như kết quả hòa giải báo cáo bí thư tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 27 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 1 phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị, với Ban Dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn quân khu 1. Dự hội nghị có đồng chí Điều Ca Ré, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy quân khu 1. Phía tỉnh Cao Bằng tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự và lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn quân khu 1. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền công tác dân vận của đảng bộ tỉnh cao bằng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần quan trọng cùng đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị Tỉnh Cao Bằng vinh dự và vui mừng là đơn vị đăng cai hội nghị sơ kết công tác phối hợp lần thứ 10. Đây là hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa, không chỉ là diễn đàn để các đơn vị gặp gỡ giao lưu mà còn là cầu nối quan trọng để các đơn vị tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, gắn kết quân dân, tăng cường phối hợp trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận ở mỗi đơn vị địa phương trong tình hình mới. Thực hiện quy chế phối hợp chỉ đạo công tác dân vận giai đoạn 2018-2020, Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Thường trực Tỉnh ủy triển khai toàn diện hiệu quả công tác dân vận sát với tình hình thực tế ở địa phương phối hợp tổ chức 1.677 buổi tuyên truyền với hơn 362.640 lượt người tham gia, trợ giúp tư vấn pháp lý 4.563 buổi cho hơn 21.677 lượt người, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, cử tuyển quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đào tạo trong các trường quân đội, tạo nguồn cán bộ cho địa phương, phối hợp nghiên cứu xây dựng nhiều mô hình dân vận có hiệu quả thực hiện tốt chính sách xã hội hậu phương quân đội, công tác dân tộc tôn giáo. Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ đã tham gia giúp địa phương làm mới củng cố nâng cấp trên 311 km đường nông thôn, huy động trên 13.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ với hơn 10.000 ngày công tham gia công tác phòng chống thiên tai, ủng hộ các gia đình bị thiệt hại với số tiền 911 triệu đồng thực hiện tốt công tác phối hợp vận động nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc, thế trận lòng dân. Trong phòng chống dịch COVID-19, lực lượng quân đội đã tổ chức 25 khu vực cách ly tập trung đối với hơn 20.000 người nhập cảnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kiều Cơ Đé, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn quân khu trong 2 năm qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban dân vận tỉnh ủy các tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế đã ký kết, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác dân vận, phát huy tính chủ động sáng tạo các cấp trong phối hợp triển khai nghiên cứu lựa chọn xây dựng mô hình điển hình công tác dân vận trong giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đấu tranh ngăn chặn những hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh kết hợp với củng cố quốc phòng an ninh nhất là các địa bàn trọng điểm về chính trị ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới Chú trọng tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, các lực lượng trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid-19, vận động các tầng lớp nhân dân vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy các hoạt động sản xuất ổn định cuộc sống, làm tốt công tác phối hợp tham mưu, ủng hộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương, chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội vào công tác phối hợp, nắm tình hình nhân dân theo hướng sáng tạo, an toàn thiết thực. Tại hội nghị, đại diện Ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2020-2022. Ban dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn được chuyển giao là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1 và đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê đã trao tặng bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận 2 năm 2018-2019. Chiều ngày 26 tháng 8, đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân do đồng chí Hà Ngọc Giáp, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh về việc triển khai thực hiện luật du lịch và kết quả triển khai thực hiện đầu tư về du lịch giai đoạn 2019-2020, cùng dự có đại diện một số sở ngành của tỉnh. Năm 2019 cao bằng đón trên 1,5 triệu lượt khách, doanh thu trên 480 tỷ đồng. Đến năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên lượng khách du lịch giảm mạnh. Thực hiện luật du lịch từ năm 2018 đến nay, Sở Văn hóa thể thao du lịch tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lồng ghép tại các hội nghị du lịch, các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Các khu điểm du lịch cung cấp đầy đủ các thông tin về quy định của pháp luật bảo vệ tôn tạo, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Tham mưu cho hội đồng nhân dân tỉnh ban hành những nghị quyết quản lý thu phí, chế độ thu nộp phí về lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, xây dựng các chương trình đề án phát triển, quy hoạch du lịch ngắn và dài hạn của tỉnh. Bên cạnh đó, những hạn chế khó khăn của tỉnh còn gặp phải là kinh phí đầu tư từ trung ương và địa phương cho phát triển du lịch còn hạn hẹp nên chưa thể đáp ứng được hết tiềm năng phát triển của du lịch tỉnh nhà. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú mua sắm du lịch trên địa bàn tỉnh còn hạn chế về năng lực, chưa có điểm vui chơi giải trí nổi bật để níu chân du khách. Các sản phẩm du lịch chưa thực sự nổi bật. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận tiếp thu ý kiến bên cạnh những đóng góp phát triển về cơ sở hạ tầng, các khu vui chơi giải trí. Các công ty du lịch cũng mong muốn được chia sẻ những khó khăn trong mùa dịch Covid-19 này bằng cách Thay vì nộp 35% ngân sách nhà nước như mọi năm thì năm nay sẽ chỉ nộp 10% hỗ trợ các cơ sở kinh phí duy trì. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Giáp, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xây dựng chương trình trọng tâm phát triển du lịch trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức những hoạt động sự kiện lớn của tỉnh. Những kiến nghị của các đại biểu đoàn giám sát sẽ tiếp thu trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, sáng ngày 26 tháng 8, đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hà Ngọc Giáp, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện luật du lịch và kết quả triển khai thực hiện đầu tư về du lịch giai đoạn 2019-2020 tại huyện Thạch An. Cùng đi có đại diện một số sở ngành của tỉnh. Theo báo cáo của huyện thời gian qua, huyện Thạch An đã tích cực tuyên truyền luật du lịch đến các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch ở địa phương. Nét mới trong năm 2020 là huyện được công nhận tuyến du lịch thứ tư trong công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước cao bằng, tạo tiền đề phát triển du lịch. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, nguồn lực đầu tư cho du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch sản phẩm du lịch trên địa bàn hoạt động với quy mô nhỏ, sản phẩm gắn với hoạt động du lịch chưa phong phú đa dạng, xúc tiến quảng bá du lịch còn hạn chế, chưa có chiến lược lâu dài và hiệu quả, thiếu nguồn nhân lực chuyên nghiệp làm du lịch chưa có kinh phí chi cho việc thực hiện chương trình phát triển du lịch dài hạn tại địa phương. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề kiến nghị của huyện Thạch An như quy hoạch tổng thể đề án phát triển du lịch địa phương, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư xây dựng giao thông hạ tầng kết nối các điểm du lịch, đổi mới hình thức của một số sản phẩm du lịch đặc sắc. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hà Ngọc Giáp, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả thực hiện luật du lịch và kết quả thực hiện triển khai đầu tư về du lịch trên địa bàn huyện Thạch An giai đoạn 2019-2020. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, huyện tiếp tục khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại, đặc biệt chú trọng quy hoạch để thực hiện đề án phát triển cây lê vàng hướng tới tổ chức lễ hội hoa lê huyện Thạch An giai đoạn 2021-2025 nhằm thu hút khách du lịch và xứng tầm với tiềm năng sẵn có của huyện. Tiếp tục kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019. Sáng ngày 27 tháng 8, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng. Thành phố Cao Bằng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là địa bàn phức tạp hơn về tình hình an ninh trật tự so với các địa phương khác trong tỉnh trong những năm qua công tác thi hành án dân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền năm sau cao hơn năm trước cả về tỷ lệ lẫn số lượng công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp tồn động kéo dài từ năm 2016 đến năm 2019 chi cục thi hành án dân sự thành phố cao bằng thụ lý 2368 368 việc với số tiền trên 95 tỷ đồng, trong đó số việc có điều kiện thi hành đã giải quyết xong là 1.678 việc với số tiền trên 31 tỷ đồng. Số việc có điều kiện thi hành nhưng chưa giải quyết xong là 144 việc. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng báo cáo giải trình về một số việc liên quan đến tranh chấp dân sự, tình hình thụ lý và giải quyết các loại án liên quan đến tín dụng ngân hàng. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng kiến nghị các cơ quan hữu quan tăng cường công tác phối kết hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Kết luận buổi giám sát trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Đức Hậu đề nghị thành phố sớm kiện toàn ban chỉ đạo thi hành án dân sự, tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, sớm khắc phục những hạn chế còn tồn tại để việc thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự đạt kết quả cao. Ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Thảo, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại huyện Hạ Lang. Theo báo cáo của huyện Hạ Lang, 7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội cơ bản thực hiện đạt kế hoạch, tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 7.414 tấn, đạt 98,9% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, thu ngân sách trên địa bàn được trên 14 tỷ đồng, đạt 28,89% chỉ tiêu tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều cố gắng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, đường biên mốc quốc giới được giữ vững, về công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện đã tiếp nhận 3.964 công dân từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện và đưa vào các khu cách ly tập trung. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, từ đầu năm 2020 đến nay đạt 37,17% kế hoạch, bàn giao đưa vào sử dụng 26 công trình, phê duyệt 29 công trình với tổng mức đầu tư 59,698 tỷ đồng. Một số công trình đang triển khai các thủ tục đầu tư chưa giải ngân được, các công trình đang trong giai đoạn thi công khối lượng xây lắp nên các chủ đầu tư đang tiến hành giải ngân theo khối lượng. Huyện Hạ Lang kiến nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi, bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến giao thông bị sạt lở do ảnh hưởng thiên tai hỗ trợ sửa chữa cải tạo nâng cấp đường liên tỉnh 207 qua xã Thị Hoa, cải tạo nâng cấp đường quốc lộ 4A đoạn từ trung tâm huyện đến xã Đồng Loan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện chỉ đạo các xã tích cực chăm sóc cây trồng vụ mùa, thường xuyên giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, tập trung công tác phòng chống dịch tả lợn tăng cường các biện pháp thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đúng theo tiến độ, tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình. Sáng ngày 27 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, huyện và các xã thuộc chương trình. Cao bằng là một trong 21 tỉnh được hưởng lợi từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới, VKP giai đoạn 2016-2020, gọi tắt là chương trình. Với mục tiêu cụ thể của chương trình là 12.600 đầu nối cấp nước, 35 xã đạt vệ sinh toàn xã, xây mới 5.150 nhà tiêu hộ gia đình, 22 công trình nước sạch và vệ sinh trường học Cải tạo sửa chữa 34 công trình, 46 trạm y tế được xây mới và cải tạo. Chương trình gồm 3 hợp phần: cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Tổng kế hoạch vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020 là trên 229,1 tỷ đồng. Trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện cấp nước cho cộng đồng dân cư với mục tiêu 12.600 đầu nối thuộc 48 công trình cấp nước đến nay đã thi công xong 19 công trình cấp được Ngân hàng Thế giới kiểm đếm. Đã triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp của 14 gói thầu. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương mở thêm 5 gói thầu xây lắp mới. Tổng số đầu nối thực hiện hết năm 2020 dự kiến là 11.765 đầu nối, đạt 93,3% kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công. 13 gói thầu khởi công năm 2020 để đảm bảo đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và lập danh sách đưa vào kiểm đếm trong quý 1 năm 2021. Đối với Sở Y tế thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, cấp nước và vệ sinh trạm y tế, nâng cao năng lực truyền thông giám sát theo dõi và đánh giá chương trình với tổng nguồn vốn gần 26,5 tỷ đồng. Kết quả đạt được 8 trên 46 trạm y tế xã đã đầu tư xây mới cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh đạt 17,4%. 1.611 trên 5.150 hộ đã được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, hoàn thành 31,3% kế hoạch. 13 trên 35 xã đạt vệ sinh toàn xã, hoàn thành 37,1% kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi kinh nghiệm giải pháp về công tác quản lý chỉ đạo tổ chức các hoạt động thuộc hợp phần vệ sinh, cấp nước, tuyên truyền, giám sát trong kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn huyện, xã. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Y tế đã trao giấy chứng nhận vệ sinh toàn xã cho ba xã Vũ Minh, Minh Tâm, huyện Nguyên Bình và xã Hồng Việt, huyện Hòa An đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới. Sáng ngày 27 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020. Tháng 8 năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp hiện hành ước đạt 19,530 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, thương mại và dịch vụ đạt trên 350 tỷ đồng và ước tính 8 tháng đầu năm đạt 2.853 tỷ đồng, bằng 84% so với kế hoạch. Cấp mới đăng ký kinh doanh cá thể cho 36 hộ với số vốn đăng ký gần 9,6 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hàng hóa 51 lượt, phát hiện và xử lý vi phạm 6 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 49 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi, tỷ lệ gieo trồng và gieo cấy đảm bảo kế hoạch đề ra. Thu ngân đạt gần 237 tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán tỉnh giao và tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2019. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản được trên 161 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện công tác thu ngân sách công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn kết luận hội nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn và ủy ban nhân dân phường xã cần tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách như thu ngân sách nhà nước giải ngân vốn xây dựng cơ bản chỉnh trang đô thị vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh triển khai và thực hiện hiệu quả tháng an toàn giao thông tăng cường công tác thanh kiểm tra, việc thực hiện các nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức từ thành phố đến phường xã, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 27 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn cho Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng tại 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Tại lớp tập huấn, các học viên được ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh truyền đạt các chuyên đề với những nội dung chính về thành lập ban thanh tra nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân và trưởng ban thanh tra nhân dân, đối tượng, nội dung và phạm vi giám sát của ban thanh tra nhân dân, hoạt động giám sát và xác minh của ban thanh tra nhân dân, tổ chức và hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua đợt tập huấn, đã trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao năng lực kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở và nắm vững đường lối chủ trương chính sách của đảng nhà nước phát huy vai trò của nhân dân tham gia quản lý phản biện xã hội kiến nghị phản ánh kịp thời với chính quyền các cấp nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới tại địa phương Ngày 26 tháng 8, huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự hội nghị có 153 người có uy tín đến từ 153 khu xóm của 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị đã triển khai một số nội dung thông tin về kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, một số chính sách của Đảng nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào phát triển kinh tế xã hội để phát huy được vai trò đó người có uy tín luôn tích cực vận động gia đình làng xóm thực hiện tốt chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương như tích cực thi đua lao động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xóa so đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới vận động bà con nhân dân thay đổi lối sống tập tục lạc hậu giữ gìn củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc cảnh giác đấu tranh không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của người xấu Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt được những thông tin thời sự, nhận thức sâu hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân tộc tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. 8 tháng đầu năm 2020, huyện Hà Quảng đã kiểm tra giả soát được 26 văn bản quy phạm pháp luật do các phòng ban chuyên môn cấp huyện gửi đến và đã được xử lý theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch của tỉnh của huyện đề ra. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa là 928 hồ sơ. Trong 8 tháng đầu năm, số văn bản trao đổi điện tử của Ủy ban Nhân dân huyện là 2.984 trên 2.974, đạt tỷ lệ 99% tỷ lệ trao đổi văn bản có chữ ký số đạt 64,5%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020 và triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã niêm yết công khai quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp lý liên quan tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, thường xuyên được cập nhật giả soát bổ sung các thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và hộ gia đình cá nhân trên địa bàn, đảm bảo thời gian. Các phòng ban ngành tích cực tổ chức tuyên truyền đến người dân, tổ chức biết và đến thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính tại huyện đã có 362 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng ban cấp huyện thực hiện tại bộ phận một cửa liên thông. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và điều hành của chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện cải cách hành chính, thường xuyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ huyện đến cơ sở, tăng cường thanh tra kiểm tra siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính nhà nước, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính. Sáng ngày 27 tháng 8, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân phường Hợp Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hợp Giang sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố và kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc sau khi nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố, cử tri phường Hợp Giang đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền các cấp trong thời gian qua. Đã có 20 ý kiến kiến nghị tập trung chủ yếu vào vấn đề đang được quan tâm hiện nay là việc quản lý trật tự đô thị, việc đậu đỗ xe tràn lan dưới lòng đường, bán hàng rong trên vỉa hè các tuyến phố vẫn thường xuyên diễn ra. Việc tập kết rác tại cổng sân vận động gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông đường Hoàng Văn Thụ tuy đã được giải áp phan nhưng vẫn chưa có hệ thống thoát nước gây ngập úng mỗi khi trời mưa to. Cột điện tại ngõ 120 tổ 6 đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Hợp Giang đã giải đáp những vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp tổng hợp gửi các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, Lê Đông Khê là một sản phẩm đặc sản của tỉnh Cao Bằng, có giá trị kinh tế cao, được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh giá trị của sản phẩm. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, sản phẩm Lê Đông Khê đã được đăng ký thành công quyền sở hữu trí tuệ theo thống kê, hiện nay tổng diện tích lê trên địa bàn tỉnh có trên 131 ha, trong đó trên 82 ha cho thu hoạch với năng suất 3,18 tấn một ha, tổng sản lượng đạt 260 tấn. Tuy nhiên, do người dân chưa chú ý các giải pháp kỹ thuật về nhân sống thâm canh chăm sóc nên năng suất lê còn thấp, thu nhập từ cây lê chưa cao. Trước thực trạng đó, ngành khoa học và công nghệ đã thực hiện đề tài khai thác và phát triển nguồn gen lê đông khê, lê nguyên bình và lê bảo lạc tỉnh Cao Bằng. Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã xây dựng hoàn thiện được quy trình kỹ thuật thâm canh nhân sống cho cây lê vàng cao bằng, đồng thời tổ chức tập huấn giúp người dân làm chủ được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống cây lê địa phương đạt hiệu quả cao. Trong các giống lê của tỉnh, lê đông khê luôn được người tiêu dùng đánh giá có chất lượng cao vì giống lê đông khê cho quả to, có vị ngọt riêng biệt, thơm ngon, ít cát, giòn, Đặc biệt, sản phẩm Lê Đông Khê của Cao Bằng đã được công nhận là một trong 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam bình chọn Đây là cơ sở điều kiện quan trọng để ngành khoa học và công nghệ tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh, hỗ trợ xây dựng bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm Lê Đông Khê Trong thời gian vừa qua Sở khoa học công nghệ đã phối hợp với huyện Thạch An người dân, doanh nghiệp các nhà khoa học các viện trường để phát triển cái, cái, cây lê đông khê thông qua các nhiệm vụ khoa học công nghệ như việc từ cái việc bảo tồn phát triển cái khai thác cái nguồn gen của cây lê đông khê từ cái, cái từ từ cái nhiệm vụ đó thì đã xác định được các cây ưu tú để làm cái cái, cái mẹ để để ghép cái cái, cái giống lê và hoàn thiện cái quy trình trồng chăm sóc cái cây lê đông khê và để phát triển cái cây cây lê thì sở cũng đã phối hợp với lại các đơn vị để triển khai dự án nông thôn miền núi với mục tiêu là xây dựng một cái mô hình 25 ha trồng lê ở đất ở khu vực đất dốc và bằng cái, cái công nghệ tưới nhỏ giọt trong đó thì có cái, cái việc là sơ chế và bảo quản cái, cái sản phẩm cây đông khê và đặc biệt là để bảo hộ cho cái cái, cái sản phẩm Lê đông khê thì sở cũng đã phối hợp với huyện và các đơn vị để triển khai cái dự án là xây dựng quản lý phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho quả lê đông khê thì hiện nay thì đã được cục sở hữu trí tuệ cấp bằng chứng nhận nhãn hiệu tập nhãn hiệu chứng nhận cho lê đông khê Thông qua các cái, cái chương trình nhiệm vụ như vậy thì phải nói đến giờ hiện nay thì đối với lại sản phẩm lê đông khê thì chúng ta đã cơ bản hoàn thiện các bước, các công việc. Vấn đề là trong thời gian tới thì người dân, doanh nghiệp tuân thủ các quy trình trồng, chăm sóc, bảo quản, giữ gìn cái cái, cái, cái cái thương hiệu sản phẩm như thế nào, cùng với cái sự đồng hành của của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát hỗ trợ giúp đỡ cho người dân và doanh nghiệp. Còn đối với lại sở khoa học công nghệ thì chúng tôi cũng tiếp tục cam kết cùng với các nhà khoa học tiếp tục đánh giá, khảo sát cũng như là hỗ trợ các cái, cái, cái tư vấn về việc là trong cái quy trình chăm sóc trồng bảo quản và áp dụng các cái, cái công nghệ trong cái việc là trồng. Um, cho việc nhân giống trồng bảo quản cái, cái sản phẩm như đông khê qua các cái chương trình nhiệm vụ và cũng với sự nhất là cái sự tích cực của hộ tích cực của người dân doanh nghiệp theo đúng các quy trình theo các chương trình nhiệm vụ đã xác định thì tôi tin tưởng rằng là sản phẩm lê đông khê càng ngày còn có giá trị cao và có cái, cái thương hiệu sản phẩm để góp phần giúp cho người dân Phát triển kinh tế. Với mục tiêu xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận Đông Khê cho sản phẩm quả Lê Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng nhằm quảng bá và thương mại sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm và hiệu quả sản xuất của người dân địa phương. Đến nay, sản phẩm quả lê tươi được sản xuất từ giống lê vàng Đông Khê đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 350644 theo quyết định số 33177 QĐ SHTT ngày 15 tháng 5 năm 2020. Nhãn hiệu do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch An là chủ sở hữu. Nhãn hiệu được dùng cho sản phẩm quả lê tươi, được sản xuất từ giống lê vàng Đông Khê, trồng tại thị trấn Đông Khê và 10 xã Đức Long, Lê Lai, Lê Lợi, Danh Sĩ, Vân Trình, Thái Cường, Trọng Con, Thị Ngân, Thụy Hùng của huyện Thạch An. Năm 2019, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Khê đã và đang triển khai thực hiện dự án ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lê vàng đông khê cho năng suất chất lượng cao, quy mô hàng hóa trên đất dốc tỉnh Cao Bằng. Đến nay dự án đã xây dựng mô hình vườn cây mẹ áp dụng công nghệ nhân nhanh mắt ghép quy mô 200 cây, xây dựng mô hình vườn ươm cây giống quy mô sản xuất 20.000 cây một năm. Quy hoạch thiết kế diện tích trồng mới lê vàng đông khê ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trên đất dốc Bên cạnh đó, để bảo tồn phát triển và mở rộng diện tích giống cây trồng này, từ năm 2018, huyện Thạch An đã triển khai thực hiện đề án phát triển bền vững cây lê vàng Đông Khê chất lượng cao trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã trồng được 18.000 cây tại thị trấn Đông Khê và các xã Lê Lai, Đức Xuân, Lê Lợi, Đức Long việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp từ bảo tồn phục tráng nhân rộng quy mô sản xuất đến đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm lê đông khê đã thể hiện sự quan tâm vào cuộc của các cấp ngành nhằm mở ra cơ hội giúp lê đông khê thâm nhập được vào các thị trường mới trong nước và tạo hướng phát triển bền vững từng bước thay đổi hợp lý cơ cấu cây trồng tạo việc làm tại chỗ cho người dân góp phần xóa đói giảm nghèo và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, người dân trồng lê cần đảm bảo áp dụng đúng quy trình kỹ thuật sản xuất, không lạm dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh là sản phẩm sạch vì sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời sản phẩm phải có tem nhãn hiệu để tăng hiệu quả quảng bá, khẳng định thương hiệu với người tiêu dùng. Thành công từ những đề án Dự án phát triển cây lê và nâng cao giá trị sản phẩm lê đông khê sẽ góp phần thực hiện hóa một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030. Sáng ngày 27 tháng 8, trên 4.600 thí sinh Cao Bằng đã chính thức biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo đánh giá ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn năm trước trong đó có một bài thi khoa học xã hội đạt điểm tuyệt đối. Cụ thể toàn tỉnh có một bài thi khoa học xã hội được điểm 10, 110 bài thi đạt điểm 9, không có điểm liệt. Đối với môn toán có 4.448 bài thi, trong đó có 2.272 bài từ điểm 5 trở lên, chiếm 52%, 467 bài đạt điểm từ 8 trở lên, chiếm 10,5%. Đối với môn văn có 3.140 bài từ điểm 5 trở lên, đạt 70%, 362 bài đạt từ điểm 8 trở lên, chiếm 11,5%. Bài thi khoa học xã hội có 3.497 bài, đạt từ điểm 5 trở lên, chiếm 85,9%. 539 bài đạt điểm từ 8 trở lên, chiếm 13,2%, trong đó có một bài đạt điểm 10. Đối với bài thi khoa học tự nhiên có 439 bài đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm 89,4%, 20 bài đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 4,1%. Môn tiếng Anh đạt tỷ lệ khá thấp với 80 bài, từ 8 điểm trở lên chiếm 2,1%. 671 bài từ 5 điểm trở lên chiếm 17,25%. Môn tiếng Trung có 16 bài thi, trong đó có 2 bài từ 8 điểm trở lên. Trong 2 ngày 28 và ngày 29 tháng 8, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ tổ chức xét tốt nghiệp cho những thí sinh đủ điều kiện. Thí sinh sau khi biết điểm thi có nguyện vọng phúc khảo có thể nộp đơn trong thời gian từ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9 tại các đơn vị đăng ký dự thi. Trong 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ thông báo kết quả phúc khảo tới thí sinh trước ngày 20 tháng 9 năm 2020. Dự kiến việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo chậm nhất ngày 23 tháng 9 năm 2020. Sở giáo dục đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chính cho thí sinh chậm nhất ngày 4 tháng 9. Sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nếu có nhu cầu. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định. Việc điều chỉnh nguyện vọng được sử dụng một trong hai phương thức, trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển khi điều chỉnh nguyện vọng. Thời gian thay đổi nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến dự kiến từ ngày 9 tháng 9 năm 2020 đến 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2020. Thời gian thay đổi nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020 đến 17 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày 27 tháng 8, huyện Thạch An đã tổ chức họp ban tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê 18 tháng 9 năm 1950, 18 tháng 9 năm 2020 huyện Thạch An đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê, bao gồm các hoạt động văn hóa thể thao, giải bóng chuyển hơi, giải quần vợt, giải đua xe đạp phong trào về nguồn, giải leo núi, chinh phục đỉnh núi Báo Đông, triển lãm ảnh và hiện vật với chủ đề chiến thắng biên giới năm 1950 và giải phóng cao bằng, tổ chức lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê, tham gia tuần văn hóa thể thao du lịch. Các hoạt động trên nhằm mục đích tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của chiến thắng Đông Khê, chiến dịch biên giới năm 1950, ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Thạch An nói riêng trong 70 năm qua. Những thành tựu to lớn mà nhân dân huyện Thạch An đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhất là trong thời kỳ đổi mới hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay. Các đại biểu cho ý kiến xây dựng chương trình nghệ thuật cần có sự phối hợp giữa đoàn nghệ thuật tỉnh và phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa truyền thông huyện, nhất trí bỏ giải leo núi trong các hoạt động văn hóa thể thao, phân công nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng market, trang trí khẩu hiệu, pano tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, triển khai các dự án cải tạo, sửa chữa chỉnh trang một số hạng mục công trình cơ sở hạ tầng di tích điểm chiến thắng biên giới năm 1950 và phục vụ các hoạt động kỷ niệm. Ngày 27 tháng 8, cục thuế tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cho công chức thuế các chi cục thuế huyện, thành phố, tri cục thuế khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, các học viên sẽ được tập huấn 7 chuyên đề với các kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu về công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế như quy trình tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, hướng dẫn kỹ năng giao tiếp thuyết trình, kỹ năng viết tin bài, kỹ năng lắng nghe và giao tiếp phục vụ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và kỹ năng tổ chức sự kiện. Qua lớp tập huấn các chi cục thuế, tăng cường tọa đàm đối thoại tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật thuế, tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ ở tất cả các khâu các bộ phận dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng theo hướng hiện đại phù hợp với sự phát triển để người nộp thuế biết hiểu và đồng thuận thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế Chiều ngày 25 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. Hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Lâm có trên 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã đăng ký hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp và môi trường. Tại hội nghị, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện 7 tháng đầu năm 2020, báo cáo công tác triển khai các dự án thuộc các nguồn vốn trên địa bàn huyện. Trong không khí cởi mở các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện đã phản ánh với ủy ban nhân dân huyện về những khó khăn và đề xuất một số vấn đề như kinh phí cho đền bù giải phóng mặt bằng cần cấp sớm, hạn chế tối đa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng. Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, lãnh đạo huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện đã trao đổi làm rõ một số nội dung, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự lực và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, có giải pháp xây dựng uy tín. Đề nghị các cấp ngành của huyện cần tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hơn nữa trên địa bàn yêu cầu các chủ đầu tư cam kết đến ngày 30 tháng 9 giải ngân tối thiểu đạt 60% các nguồn vốn, đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 giải ngân đạt 100%. Ngày 27 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn chuyên môn tiêm bổ sung vaccine uốn ván, bạch hầu, giảm liều năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến tuyên truyền triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vaccine uốn ván, bạch hầu, giảm liều, TC, theo kế hoạch số 1769 ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều là loại vaccine phối hợp hai thành phần gồm giải độc tố uốn ván và giải độc tố bạch hầu đã được giảm liều, được tiêm một mũi bổ sung cho trẻ 7 tuổi với mục đích tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu và uốn ván trong cộng đồng, góp phần chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do hai bệnh này gây ra tại các vùng có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh theo đó tuyến tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch chuyên môn an toàn tiêm chủng cho y tế tuyến huyện. Tuyến huyện hướng dẫn cho các trạm y tế xã phường thị trấn và các viên chức y tế có liên quan đến công tác tiêm chủng. Kế hoạch tiêm chủng vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều sẽ được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 10 năm 2020, dự kiến sẽ tiêm bổ sung cho 10.587 trẻ là các em học sinh đang học lớp 2 năm học 2020-2021 và các trẻ không đi học có độ tuổi sinh từ mùng 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 tại cộng đồng. Sáng ngày 27 tháng 8, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền tác hại của thuốc lá, tuyên truyền bảo hiểm xã hội, các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 cho hội viên nông dân cơ sở thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An. Tại hội nghị, các hội viên được tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, những biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá cũng như điều kiện bảo đảm để phòng chống tác hại của thuốc lá những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện và các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép phòng chống dịch Covid-19. Nội dung hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn nắm rõ hơn về ý nghĩa của các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nói chung và đặc biệt là tội phạm tổ chức môi giới cho công dân xuất nhập cảnh trái phép. Góp phần ngăn chặn nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 lây lan từ biên giới vào Việt Nam. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp hội, của cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phối hợp tham gia đấu tranh, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 26 tháng 8, Hội Đông y tỉnh đã đến kiểm tra mô hình vườn thuốc Nam tại xóm Đà Sẳng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An. Mô hình vườn thuốc nam của Hội đồng Y tỉnh được thực hiện từ đầu năm 2019 với diện tích khoảng 5.000m2 tại xóm Nà Rẳng, xã Dân Chủ, gồm 10 loại cây thuốc quý như cây bấc, hồi dầu thảo, cốt khí, vạn ác, tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Sau hơn một năm thực hiện mô hình vườn thuốc nam, các loại cây thuốc cơ bản phát triển tốt, đảm bảo năng suất và chất lượng. Điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại xóm Nà Rằng, xã Dân Chủ phù hợp cho cây thuốc nam phát triển, tiến tới sẽ mở rộng thêm diện tích trồng để bảo vệ duy trì nguồn dược liệu quý giá đang ngày càng cạn kiệt. Trong thời gian tới, Hội đồng Y tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc chữa bệnh bằng y học cổ truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng, trồng và chăm sóc một số cây thuốc thông dụng tại gia đình để chủ động điều trị bệnh qua đó góp phần phát huy hiệu quả các bài thuốc dân gian, bảo tồn các giống cây thuốc quý, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày 25 tháng 8, Ban chỉ đạo 515, huyện Quảng Hòa đã cắt bốc hai hải cốt liệt sĩ vào an táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Cốc Khao, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa. Liệt sĩ Bế Văn Y, quê quán xã Triệu Âu nay là xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, là chiến sĩ thuộc đơn vị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, hy sinh tháng 8 năm 1948 khi đang làm nhiệm vụ tại xóm Bản Co, xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Sau khi hy sinh, liệt sĩ được chôn cất tại xóm Bản Co, xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Liệt sĩ Hà Văn Nam sinh năm 1922, quê quán thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nhập ngũ năm 1945, là chiến sĩ thuộc đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng, hy sinh năm 1947 khi đang làm nhiệm vụ tại xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nơi chôn cất xóm Bắc Phách, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Việc tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các gia đình liệt sĩ quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự tối của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt